Chị, cái sầu riêng này là sầu riêng gì em quên rồi? Black Thon hả? 600 ngàn ký. Cái này là cái bài đúng không? Hơn 1 triệu đồng trái sầu riêng này đó cả nhà. Cái này ký 2. 720 ngàn. Cái đó 720 ngàn á. Nhỏ như cái bàn tay vậy á. Mà cái giống sầu riêng này là lần đầu tiên có mặt ở Bến Tre mình đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Đây là sầu riêng ruột đỏ. 720 hả? Chút nữa em sẽ mua thử trái và em review cái trái này coi thử. Cái sầu riêng này là bên Malai đúng không anh? Đúng rồi. Giống mang từ Malai về trồng ở Việt Nam mới có trái lên. Đúng rồi. Năm đầu tiên cho nên thị trường chưa có biết về cái giống sầu riêng này nhiều. Và cũng là rất là kén khách luôn á. 720 là cái trái nhỏ này là 1 ký 2 đó. Giống như trái hồi nãy mà chị cân lên á. Trái hồi nãy anh chị cân lên là ký 7 đúng không? Ký 7 là 1 triệu mấy anh? 1.642. 1 triệu 142 ngàn. Đó, trái này đó. Nói chung là hơi bị kén khách á. Giá 1 triệu mấy là khách biết ăn mới ăn á. Chứ còn khách thường ở địa phương mình là khó tiêu thụ á. Không hỏi giá vô là được. Dễ hả? Ừ. Hôm qua này bán cả tấn hả? Dễ. Dạ, bán 1 tấn rồi hả? Đầy sân này nè. Hôm nay là vơi bớt rồi. Mà bán cho khách phương xa đúng không anh? Phương khách thành phố ở đây đó, địa phương nhiều lắm. Dạ. Tại dân Chợ Lách là dân cây giống mà. Người dạ. Ta cũng muốn test thử biết chất lượng ngon. Đây là công ty cây giống Hoa Kiện Tấn Tài. Lần đầu tiên có mặt sầu riêng cái giống sầu riêng này lần đầu tiên có mặt ở Bến Tre luôn. Đây cả nhà, đây là giống Black Thon á, cái giống sầu riêng này là cái này loại 1 này, trái tròn to này. Và bên trong thì cái giống Musakin thì cái hộp này là cái màu hơi đỏ đỏ này, ngạ vàng này này. Là cái này là Black Thon á. Còn cái mà vàng này này, vàng rực này này, cái này là Musakin. Đó, cái này là khui sẵn ra đó. À. Cái giống này là giống sầu riêng Musakin này cả nhà. 300 ngàn, loại này là 300 ngàn một ký. Anh ơi, loại này 300 ngàn đúng không anh? Loại Musakin này là 300 ngàn. Là một trái nó còn tầm 2 ký hoặc 2 ký hơn. Là một trái không như vậy là giống như là một trái bình thường như vậy là tầm 600 ngàn á. Còn cái giống ngoài kia thì nó trái nó nhỏ hơn. Giống ngoài kia là giống Black đó. Black Thon cả nhà. Giống đây cái giống đây là anh chị có tách ra sẵn này, cho mình coi. Cái giống này là tới 600 ngàn một ký. Trái này ký mấy thôi? Cái này là Musakin hả? Chứ không phải Black. Này là Musakin. Nãy giờ ông ấm ức dữ lắm, ông ấm ức dữ lắm. Ông đúng rồi mà sao mày dữ lắm. Nhìn được có khi nào bán luôn không? Hả? Có khi nào bán luôn không? Không. Tại mấy trái này là mình để mình ăn, mình test chơi thôi chứ đâu có bán. Nó lép mà. Trái này là mấy trái sầu riêng nó tệ nhất. Dạ, nó lép một bên. Nó lép, nữa. Mình không có bán cho khách. Dạ. Cho khách ăn thử hả? Mình chỉ cho khách ăn thử thôi. Dạ. Cái này chứ nó cũng là cả ký à. Ừ, cả ký. Dạ. Cho khách ăn thử với cho anh em quay YouTube đồ ăn. Lần đầu tiên mà biết đến cái giống sầu riêng này, thường thường á thì sầu riêng này báo chí nó đăng nhiều về mà ở bên Malai á. Đúng rồi. Người ta nhập về người ta bán mà trồng được ở Bến Tre mình thì lần đầu tiên năm đầu tiên mới biết luôn á. Và thị trường chắc cũng chưa biết nhiều. Họ toàn ăn sầu riêng nhập không à? Đúng rồi. Bán được không anh? Năm nay bán được không? Lần đầu tiên ra thị trường bán được không? Anh thì nào giờ là anh không bán sầu riêng trái, nhưng mà anh là công ty cây giống. Cây giống anh chỉ cung cấp cây giống để cho khách hàng người ta trồng thôi. Dạ. Cho người dân người ta trồng thôi. Thì những năm qua em cung cấp giống này á
là hôm nay người ta trồng đã có thành quả rồi, mua sung kinh hoặc là bà lách thon. Dạ. Hiện tại bây giờ huyện Chợ Lách á, hội chợ Chợ Lách này, thì triển lãm này chỉ có riêng một mình công ty anh là có trái để bán thôi. Đem ra. Để bán thôi hoàn còn toàn. Cây giống thì người ta đem ra bán nhiều ha. Em thấy cây giống. Cây giống bà lách thon này á, tại vì cái ở đây là nó là cái quê cây giống mà, dạ, cái khu vực cây giống mà trung tâm, gọi là trung tâm á. Ta nhận giống người ta bán nhiều. À. Còn trái thì có mình công ty anh có. Đúng rồi. Thì sang năm là có để trái không anh? Có chứ, năm nào cũng phải có chứ. Năm sau là số lượng lớn lắm đúng không ạ? Dạ. Chú cần học 3 cái số điện thoại á, để mọi người coi có muốn mua cây giống hoặc là mua trái thì còn có. Đây là bắt đầu vừa chín thôi, vừa chín tới thôi. Cái này vừa chín tới thôi. Dạ, em dùng thử đi. Dạ, cho em thử miếng ha. Cái này là hạt lép đúng không anh? Cái này là hạt lép 100% á. Hạt lép này. Cái em nè. Đúng rồi, nhỏ nhỏ như vậy chứ nó ngon lắm á. Thử đi em, thử đi. Mọi người coi cái hạt này, nó lép lép xẹp luôn á. Mà cái thầu riêng này vừa ăn luôn. Cái gì vậy? Phải. Ngon lắm đó cả nhà. Chị hạt là rất là lép luôn, hạt chút xíu à. Đây, có cái hạt sầu riêng. Mấy cái này là mấy trái mà sầu riêng, mấy cái trái sầu riêng mà người ta gọi thường gọi là sầu riêng xương á. Dạ. Sầu riêng không có đủ học á. Dạ. Là cái này anh em mình phui phui để trải nghiệm thôi, để cho em trải nghiệm thôi. Đây là cùng là Musakin đó anh hả? Dạ. Musakin anh. Thấy chưa? Rất ngon, cực kỳ ngon. Đó, trong đó còn muối nữa đó. Không đâu. Hết rồi. Nhỏ vậy chứ hạt nó lép nó ngon. Ai vậy? Anh, mấy cái sầu này là mình là già là mình cắt xuống rồi đúng không anh? Đúng rồi. Đâu cái này à, khi mà nó có khi mà đâu có cần phải nhúng thuốc nha. Ngon ngon mày, dẻo ngon á. Này là cái mấy cái nhỏ nhỏ coi vậy chứ nó chất lượng á. Dạ. Mấy cái lớn nhiều khi nó vô cơm nó già rồi đó, rồi nó bị ảnh hưởng bão cỡ 2 tuần trước á. Dạ. Thì nó làm trái sầu riêng mình nó bị sượng nước. Là lỗi là do, lỗi do khí hậu thời tiết chứ không phải là lỗi do cái giống. Còn cái giống là bao cực kỳ ngon. Đó. Cái giống là bao cực kỳ ngon. Em thấy trái có chút xíu không? Trái có tí nị thôi mà muối nè. Đó, thấy chưa? Đây. Là cái giống mà Musakin này là 300 ngàn đúng không anh? Đúng rồi. Hiện tại thị trường nếu mà trái nhất á là nó 350 ngàn một ký. 350 ngàn. Ủa cái này có thu không? Có, thu. À. 350 ngàn một ký. Có chỗ nó bán 450 ký, có chỗ nó bán 500 ngàn ký. Nói chung là cái giống mới này ai có họ muốn bán là bán cái kiểu như bán tự bộc phát bán thôi chứ không bán có nhiều bán à, nó không có đó. Giá thị trường. Dạ. À, có người bán 500, có người bán gần cả triệu ký cũng có. Có trái nó bán 3 triệu, 2 triệu rưỡi. Nhưng mà bây giờ mình số lượng nhiều á, mình lấy trong vườn ra là mình bán 350 ngàn ký thôi là loại nhất đấy. Dạ. Còn loại nhì á thì mình bán khoảng 200 là loại nhì. À. Còn cái giống đó là Musakin, còn Black Thon anh. Black Thon thì giống Black Thon luôn. Black Thon thì giá nó ngoài nhiều khi họ hiếm á, họ bán có thể là lên tới 1 triệu một ký, 1 triệu 2 hoặc là 1 triệu rưỡi một ký. Còn như anh có số lượng nhiều thì anh bán chỉ có 600 ngàn thôi, 600 ngàn ký, đúng rồi. Vừa hôm em thấy anh chia sẻ trên báo là bán 800 ngàn một ký. Bao đại đi, bán cái nào không bao cho người ta trời. Dạ, trái nào mà chất lượng là 800 hả anh?
Trái nào mà loại 1 là 800. Loại 1 anh bán 600 thôi. 800 thôi. À còn loại nhì thì anh bán loại nhì anh bán 300. Dạ. Loại nói chung là loại nhất là nó tròn, loại nhì là trái nó nhỏ nhỏ, trái từng khoảng ký lô vậy đó. Dạ. Hiện ký nó khoảng 300 ngàn. À, hiện tại đây là loại nhì hết anh ạ. À? Không, bên anh là loại nhất á. Ngoài đó là loại nhất. Trên kệ đó là loại nhất á. Trên ký lô tròn tròn là loại nhất. Cứ tròn là loại nhất. Dạ. Còn nếu mà mốt méo có nửa bên á là loại nhì. Dạ. Rồi, em sẵn làm cái này đúng không? Dạ. Em sẵn làm cái này anh test cho em làm luôn, cho em làm cái YouTube của em. Tại vì anh cũng có kênh của anh nữa, nhưng mà rồi, để cho em làm giới thiệu cho luôn em, ha. À, dạ, hôm cho em nay luôn. Là Thảo có dịp ra coi cái trái Black bập bập á, anh cắt cho em trái anh. Lấy cái dao vô giùm anh luôn. Cho này nó sướng bữa. Hôm nay Thảo đi về chợ Lách Bến Tre cả nhà, giới thiệu cái loại sầu riêng mới. Trái gọn gọn nhỏ thôi cũng được rồi Thức ơi. Có hai loại sầu riêng ở đây. Gọn gọn nhỏ thôi rồi. Sầu riêng lần đầu tiên có mặt ở thị trường Việt Nam luôn. Nói chung là nhập về thì có nhiều, nhưng mà sầu riêng trồng ở Việt Nam á, thì là lần đầu tiên. Cái hội chợ nó đang diễn ra ở chợ Lách Bến Tre. Nếu mà cả nhà mà có dịp mình đi ghé về thì mình ăn thử cái sầu riêng ở đây. Thảo lưu ý cái là cái sầu riêng, cái chỗ mà bán sầu riêng của anh thì anh bán bên ngoài hội chợ, không có bán bên trong hội chợ, cho nên mình tìm được cái hơi khó. Và chút là Thảo quay cái số điện thoại thì mình có thể tìm mua nó dễ hơn. Thì hôm nay Thảo ghé thăm thì anh sẽ tách thử sầu riêng cho mình coi và mình trải nghiệm. Cái này là cũng mới vừa chín thôi chứ chưa có mùi. Ủa em có lấy dao không em? Không, mới anh mới chạy đó mà. Cái chích mũi ba rồi. Đây giờ tới ngày em nó khui trái Black nè. Đây trái là trái Black. Đứng nó thôi. Đứng là phải rộng. Đứng bây giờ phải làm rộng mới được. Bên Thái Lan họ cũng hay rọc như vậy đó, rọc sầu riêng như vậy. Cái sầu riêng này là sầu riêng đỏ đó. Black thon. Dạ. Đẹp ghê không? Để hai cái bên đây. Nó khác, nhìn này nó khác này. Cái là màu nè, cái này nhìn cái chỗ méo xương nè. Dạ, nhưng mà vẫn còn cơm trong đúng không? Còn này. Cơm. Ừ, còn một muối nữa kìa. Cái muối nó tròn. Vỏ rất là mỏng. Dạ. Cho em lấy cái muối này. Muối này ăn được chưa? Nó còn hơi cứng, tại này mình test thử rồi chứ tái này chưa chín. Để ăn thử cũng được, nó cũng vừa mềm được cái phần dưới. Hơi hơi à. Hơi hơi. Cái hương này nó để ăn thử cũng được nữa. Đúng rồi, nó phải có cái thịt nó hợp. Nó béo dường ha. Nó béo mà nó thơm kiều là lắm. Nó chưa chín á. Cái này là mới có 7 à. Dạ. Đa số là bị nãy ăn hai ăn muối này cho nó hơi mềm mềm. Một cái mu chưa chín, hình như là cái mu đó anh lấy ra làm đồng. Nó béo mà nó béo mà kiểu mà béo ngọt thanh đó, kiểu khác so với chi sáu với một cái loại gì nè sầu riêng của Thái nè mà em quên tên rồi. Mẫu thon. À đúng, mẫu thon. À, vậy là nếu hai trái một chậu là anh lấy. Mọi người mà nếu có dịp mà trải nghiệm ăn thử cái sầu riêng Black này á. Cái này là sầu riêng Black. Black thon. Mình năm trái không em? Gai đen hả? Dạ. Nhưng mà hột nó thì to hơn của cái thằng okay. Cái thằng Musakin anh ha. Đúng, hột nó dài hơn. Nè cả nhà, cái hột nó là nó dài hơn Musakin. Bao em trăm phần trăm là ok, Black không dưới bận gì hết. Black là rất ok. Mà tại vì nó mưa gió cỡ nào nó cũng vẫn ok, cái ruột của nó vẫn ngon. Black thon á là cái nào cũng ngon. Thì đúng là cái Musakin này nó cũng rất là ngon rồi. Dạ nó tùy theo rồi chị. Nãy cái máy của ông này ông cầm cái tốt nha. Mọi người coi cái hộp á. Tôi xin khó rồi.
ông đợi ông câu, ông hỏi sát với ông câu cho trồng tốt cái nguồn nữa ha. Cái hột của nó chút xíu à. Được, ăn đi, nhưng mà chưa có chín. Giống như nó chưa đạt tới. Mà nó ngon lắm, cái loài này là ngon nhiều lắm luôn á. Chưa chín mà nó béo vậy. Ừ, nó béo ghê ha. Hồi nãy là anh đã được anh chủ cho ăn thử rồi đó, muối nhỏ thôi nhưng mà rất là béo. Chưa chín nhưng mà béo. Cái đó là 2 muối hả? Cái này là 2 muối hả chị? À đây hả? Tất cái đường này à ra là 2 muối nhỏ. Nó béo. Ngon ha. 600 ngàn một ký là ăn. Nó béo, nó có nhiều không? Nhiều bột hơn à. Nó không có giống như sầu riêng bình thường của mình. 1 kg u rong 1 kg. Nhưng mà giờ hết rồi hả chị hả? Đúng rồi. Thì mình bán theo cái giá cả của cái lượng cái trái mình nó giảm thì mình bớt cho tiền cho. Ngon ha. Ngon. Nó chưa chín nhưng mà em nghĩ chín chắc thơm hơn. À, thì anh lừa anh cắt cho Thảo một trái. Em ăn một muối đó là em biết bao nhiêu tiền không? Một muối như vậy là 300 ngàn đó. Muối là 300 ngàn. Đúng rồi, ăn 300 ngàn. Ăn muối sầu riêng là 300 ngàn đó thấy không? Muối sầu riêng này 300 ngàn. Đây để anh chủ chặt thêm trái này nữa. Cắn đi anh, cắn đi. Không, để anh khui thôi. Anh khui coi được chín không. Hôm nay anh hỗ trợ cho hai đứa. Dạ thôi, tụi em mua mà. Em mua để trải nghiệm cái giống loại sầu riêng mới này, cái trái sầu riêng mới này. Đâu cần trái xấu đẹp phải không? Dạ đâu cần trái đẹp, miễn sao cái chất lượng đúng rồi. Anh chủ anh lựa. Trái nhỏ này thấy được không? Đâu. Không, cái nhỏ chưa chín mà. Đâu đem lại đây coi. Mà trái đó khui rồi đâu có khui được nữa hả? Dạ, nó khui thế khui phải khui từ đầu. Nhưng mà bây giờ nếu mà để mà tại vì bây giờ bữa hồi sáng giờ chín là người ta lấy hết rồi. Dạ. Bây giờ anh có thể anh chim trước á. Rồi anh cứ chim thử thôi. Để anh chim trước thử coi. À cái sầu riêng mấy cái giống sầu riêng này em thấy bên Thái họ hay chim bằng dao này á. Ừ. Chứ họ không có tách cái kiểu theo sầu riêng truyền thống. Muối sầu riêng 300 ngàn giá tùy dữ vậy. Ngon mà nó béo lắm. Béo mà ăn cái này bằng một tô phở luôn á. Sáng giờ cũng không cơm. Ăn xong lên mụn luôn á. Được không? Chưa đạt không? Ủa nè. Đỏ hơn á. Được á. Rồi bây giờ em làm đi khui cho. Hồi nãy khui cái trái bà kia cũng đẹp ghê. Nọ tôi tách một cái nó ra luôn. Là chín rồi đó đúng không? Đúng rồi, chín cái dễ. Thôi anh khui thử trái này cho em đi. Rồi em quay cho anh khui cho. Quay rồi đó. Dạ. Cái đang quay đang giới thiệu. Trái này chắc cùng ký anh ha. Trái này còn tầm ký đó. Này nè. Cái này nó mới có trở mình thôi chứ nó chưa gọi là nó chín. Dạ. Nó chín thì dễ tách lắm, nó chín chỉ thọt cây dao vô thôi là nó bung ra liền à. Dạ. Anh 2 ngày nay là anh bán được nhiêu rồi? 2 ngày nay anh bán khoảng tấn mấy rồi. Một tấn mấy cái loại sầu riêng này á hả? Không, cái này khoảng 400 kg thôi. 400 kg á, loại black thon này là black thon này khoảng 400 kg. Còn Musakin là tấn hả? Musakin thì anh bán khoảng hơn tấn rồi. Dạ. Cái này là của nhà vườn mình là ở Cờ Lắc đúng không anh? À đúng rồi. Em thấy là địa chỉ là ấp Lân Tây á, mình trồng ở đó luôn đúng không anh? Đúng rồi đúng rồi. Phú Sơn Cờ Lắc bên đây. Ờ cái này màu đẹp hơn. Thì có một cái của cái ông màu la la đó. Chứ có ông nào đâu. Nè. Một trái gì được có một muối thôi anh hả? Bên đây còn đấy anh. À. Như vậy là trái sầu riêng là khoảng được 2 muối. Trái sầu riêng mà nó xấu nhất, nó nhỏ nhất là được khoảng 2 muối. Dạ. Yeah. Đẹp quá hả? Ấy á. À.
cái mà bì lép là được 2 múi. Mà nếu à, 2 học, 1 học rồi trong đó đâu cũng 2 múi. Mà cái này là nó chín rồi đúng không? Kìa anh xẻ thêm được rồi, ăn được á. Cái đó nó mới có chở mình. Chở mình cũng chưa có mùi. Nó to ghê ha. Muối à. Một muối, 2 muối nhưng mà muối chất lượng. 2 muối đó. Nhưng mà chất lượng ha. Anh làm thêm học này nè, học này chắc cũng 2 muối trong này. Nhưng mà trái này là cái này là sầu riêng loại 2 rồi đúng không anh? Đúng rồi, sầu riêng loại 2 rồi. Loại 2 nè, hồi nãy anh bán nhiêu? Sầu riêng loại 2 anh bán 1 kg 300. 300. Tại chị nói ăn muối là hết 300, ăn là ăn học là hết 300 ngày. À, cái học này có 1 muối à. Muối xứng đáng ha. Anh thử cái muối này coi. Nó cũng hơi thơm rồi đó. Tại vì anh nói nó mới chở mình đó. Nó béo. Nó béo hơn sầu riêng bình thường. Dạ. Nếu mà nó chín là nó sẽ miệng lắm luôn á. Thường đúng rồi. Thường cái sầu riêng bình thường á thì nó không có nó nhiều bột, đúng rồi, nó có cái sơ, còn cái này là nó rất là nhiều à. Bột mịn trong đây nè, nhưng mà chín nữa sẽ ngon hơn. Cái này ở bên Trung Quốc nó hay làm kem, làm bánh sầu riêng nổi, sầu làm nổi. Nó rất là mịn luôn á, nói chung là cái sầu riêng này á, nếu mà để chín thêm xíu nữa, mọi người ăn thử một coi. Nếu mà ai mà có dịp mà trải nghiệm cái bánh sầu riêng này, đảm bảo là sẽ không có chấp nhận những cái loại sầu riêng khác luôn á. Giá nó tấm mắt nhưng mà có thể là nó ngon, nó chất lượng cho nên nó mắc. Tiền nào của đó hả? Nhưng mà nếu mà ghiền ăn sầu riêng này thì hơi ăn rồi mà ghiền là hơi khó rồi nha. Nó mắc quá. Mà bây giờ rất là may mắn là bây giờ là ở Bến Tre là mình đã trồng được. Mình đã trồng. Mà phải nhập đúng không anh? Cái sầu riêng này mấy năm trước là hàng nhập. Đúng rồi, nó phải nhập từ ở Malaysia về. Dạ. Cái giống nó phải nhập ở Malaysia về mới có. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó thuần chủng ở Việt Nam mình được là các tỉnh chẳng hạn như Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, miền Tây thì chẳng hạn như Đồng Tháp, Cao Lãnh, Cần Thơ, Hậu Giang là những cái điểm đó là mình trồng ok. Dạ. Nó hợp thổ nhưỡng. Thì bây giờ đại khái là bây giờ năm nay là nó chỉ cho trái bói thôi. Dạ. Năm nay nó cho trái bói thôi. Anh năm cung sau cấp sản cho, lượng nó mới nhiều. Anh cung cấp cho cây giống được mấy năm rồi anh? Cái giống này nè. Cái giống này anh cung cấp được khoảng trên 3 năm, vậy 3 4 năm rồi. Bắt đầu gần có trái hết rồi. Bây giờ nó có trái bói rồi đó. Dạ. Những cái trái bói này là những cái vườn mà anh giao giống cho họ rồi anh nhận lại. Anh nhận trái lại cái sản phẩm của người ta. Trời hiểu. Có nghĩa là sang năm là bắt đầu có đồng loạt ở các tỉnh thành rồi đó. Ừ. Một hoặc 2 năm sau là sẽ có đồng loạt ở các tỉnh thành. Nói chung là năm sau thì những người mà trồng Moissanin hoặc là Blast á là rất là nhiều. Dạ. Bây năm giờ nay thì nó mới hiếm rồi. Bây giờ người ta chuyển đổi, tức là bây giờ người ta chuyển đổi lại từ cái Thái Lan, cái Ri 6 người ta sẽ chuyển đổi qua cái Moissanin hoặc là cái Blast Thon. Dạ. Tại vì những cái dòng này á, những cái dòng này thực tế là nó chín cây hoặc là nó chín rụng. Nó cắt già, nó chín tự nhiên, nó không sử dụng qua phân thuốc hóa học. Thuốc, đúng rồi. Còn những cái Ri 6 Thái Lan đó, nó đều phải nhúng thuốc, nó mới được mềm cơm. Đó, đúng rồi. Thì những cái người dân mà người ta ăn á, người ta sẽ ngại về cái vấn đề mà thuốc men nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người ta. Dạ. Thì người ta sẽ, nói chung sầu riêng thì 80-90% là ai cũng phải chuộng cái sầu riêng rồi. Ít dạ. Người ta không có ăn thôi, chẳng hạn Tây đồ này nọ là nó chê thúi, nó không ăn thôi. Chứ người Việt Nam mình thì ai mà thấy sầu riêng không mê đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ ăn mà cái sức khỏe người ta bỏ tiền ra người ta ăn mà người ta cái sức khỏe của người ta không bị ảnh hưởng á thì người ta mới dùng, người ta mới sử dụng. Chứ còn những cái loại Ri 6 hoặc là Thái Lan á đa phần là bây giờ nó phải sử dụng thuốc hết. Dạ. Nó cắt già, nó nhúng thuốc thì nó làm nóng cái cơm đó, nó mới mềm đi được cái cơm của cái muối sầu riêng. Dạ. Ri 6 hoặc là Thái Lan. Dạ. Còn thằng này nó sẽ chín tự nhiên như ở Malai vậy đó. Ở Malai thì nó đâu có đi cắt già cắt non đâu, mình còn cắt già nó chín tới thì được. Chứ Malai cây nó mấy chục mét nó tự nó rụng xuống không à. Tự nó rụng xuống thì nó ăn thôi. Là cái giống này là không cần xử lý thuốc anh hả? Giống này không cần sử dụng thuốc gì hết. Chỉ trên cây nó có rụng trái bói là mình cắt được là cây cắt đó là vừa. Dạ. Mình cắt tiếp tục của nó là được.
Trong hai cái giống này thì đương nhiên là giống Black thì nó sẽ ngon hơn Muscadine đúng không anh? Nó ngon hơn Muscadine, nhưng mà ngon Muscadine thì nó ngon, nhưng mà nó không kém cạnh thằng này. Dạ, nó không kém cạnh. Tại vì thằng này bây giờ cái sản lượng của nó hiện tại bây giờ là nó ít. Tại hồi xưa á, dạ. Hồi xưa về Muscadine là người ta trồng số lượng lớn. Dạ. Còn Black thì người ta chưa có hiểu, người ta chưa có tham khảo á, người ta trồng ít thôi. Nhưng mà bây giờ á, cái vị này với cái vị mỗi vị nó mỗi khác á, cho nên có người thì bây giờ người ta lại thích Black. Nó khác so với sầu riêng bình thường hả? Thử đi, đừng có từ chối. Từ chối là bỏ qua cái cơ hội là được thưởng thức. Đúng rồi, bây giờ thật sự cái mùa này á là nói chung anh bán là anh bán vì cái đam mê, anh quảng bá cái thương hiệu và là cái giống của anh thôi, chứ không phải là anh bán để anh kiếm đồng lời. Đồng lời trái từ trái đúng không? Không phải đồng lời từ cái trái. Dạ. Thì mọi người có muốn mua cây giống thì công ty cây giống Tấn Tài có địa chỉ luôn, mình có thể gọi số điện thoại với Thảo quay từ đầu luôn, có số điện thoại hoặc là có thể có địa chỉ ở ấp Tây Lân đó, thì mọi người có thể về tới tận nơi để mua. Địa chỉ là 187/54 ấp Lân Tây, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì cung cấp hiện tại thì cung cấp cả trái và cây giống. Có hai cái dòng chính đó là Muscadine và Black Thorn. Mỗi cái dòng thì có một cái ngon riêng biệt và giá nó cũng khác nhau nữa. Hay cái dòng như cái dòng này là dòng Muscadine. Đây là Thảo giới thiệu cái. Cái đó là Muscadine đúng không? Muscadine. Muscadine thì nó hơi dài dài. Cái nó hơi dài xuống. Dạ, hơi thon thon xuống. Mà còn Muscadine thì nó tròn. Anh cầm trái bài lắc để em giới thiệu hai cái trái nó khác nhau với anh. Cái trái này thì nó hơi tròn tròn, anh cầm trái này thì mới có được cái sự so sánh của hai cái giống sầu riêng này. Đó, một cái là tròn, cái bên này á, cái này bài lắc là bên Malaysia gọi sầu riêng gai đen đúng không anh? Là đúng rồi, đúng rồi. Đó, còn bên này là Muscadine là nó dài nè, đó nó khác với vi sáo với mân thon đồ của Thái, nhìn nó trái sầu riêng là biết nó khác nè. Rồi bên trong kia bộ ra nó còn khác nữa, cái này màu hồng, cái này màu vàng. Dạ đúng. Cái giống sầu riêng Black này á, là nó trái nó tròn tròn, đây trái nó tròn tròn nè, chứ nó không có dài. Tròn tròn mà trái nhỏ thôi chứ trái nó có lớn. Sầu riêng này là lần đầu tiên trồng được ở Bến Tre. Giống này là mua bên Malaysia về và lần đầu tiên và năm đầu tiên là có mặt tại thị trường Việt Nam luôn, cho nên khách cũng chưa có biết nhiều. Giống như trái này thì cỡ ký thôi, còn mấy trái kia lớn hơn thì phải chắc 2 ký. Như trái này là chắc phải 2 ký nè. Đó, 2 ký thì 1.2 triệu á. Cả nhà, đây là số điện thoại của cơ sở cây giống Tấn Tài, và có vừa có cây giống sầu riêng mà vừa có trái sầu riêng luôn. Mọi người có thể liên lạc số điện thoại này nha, Thảo quay số điện thoại luôn. Hiện tại là có hai loại sầu riêng là Muscadine và